Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc, thì tại miền Bắc và miền Trung thì nắng nóng lại bắt đầu lan rộng từ hôm nay và sẽ duy trì cả tuần. Dự báo trong ngày hôm nay tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Trong hai ngày tới thì nắng nóng sẽ xuất hiện thêm ở Lào Cai và mở rộng ra toàn khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Từ ngày 18 cho đến hết tuần, nắng nóng tiếp tục mở rộng sang các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, cường độ nắng nóng gia tăng. Trong đó thì Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng sẽ còn duy trì trong cả tuần này, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi 38 đến 40 độ. Vâng, tình trạng nắng nóng thì có xu hướng là gia tăng trên cả nước như vậy và lượng mưa thì lại tiếp tục thiếu hụt trong cả tháng 4 này, khiến cho nguy cơ xảy ra như là hạn hán này, thiếu nước và cả cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước ạ. Vâng, và ngay tại hôm qua thôi tại Sơn La thì một đám cháy cũng đã bùng phát trên núi Đá Vôi tại xã Triềng Mai, huyện Mai Sơn. Đám cháy lau lách che nứa xảy ra tại khu vực núi đá cao hiểm trở nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Địa phương cũng đã huy động khoảng 100 người dân dọn đường băng cản lửa, khoanh vùng chữa cháy. Đến gần 19 giờ tối ngày hôm qua thì đám cháy về cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên vẫn có thể bùng phát lan sang khu vực khác. Hiện tại thì chưa có thống kê về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Vâng, còn tại Bình Phước, nắng nóng kéo dài thì cũng khiến cho vườn quốc gia Bù Gia Mập được đặt trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm và các lực lượng chức năng thì đã huy động để phòng chống chữa cháy. Vâng, cụ thể thì nhiều đơn vị như là hạt kiểm lâm này, dân quân, biên phòng và cả người dân nữa đều phải chia nhau đến những khu vực giáp xanh để thổi lá khô, tạo đường băng cản lửa nhằm kiểm soát và giảm vật liệu dễ cháy. Và không chỉ vườn quốc gia Bù Gia Mập mà còn rất nhiều đơn vị giữ rừng ở tỉnh Bình Phước đang phải căng mình canh lửa. Tuy nhiên hiện nay thì các hồ chứa nước phục vụ công tác phòng chống cháy rừng cũng đã cạn khô, tạo áp lực rất lớn nếu chẳng may có cháy xảy ra. Vâng, và mùa khô năm nay thì diễn ra khắc nghiệt tại nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có cả tỉnh Cà Mau. Vâng, và thiếu nước là từ mà người dân đang nhắc nhiều nhất trong thời điểm này. Và không chỉ có tâm điểm ở huyện Trần Văn Thời mà ở một số xã vùng ven thành phố Cà Mau cũng bị ảnh hưởng, gây khó khăn đến đời sống sinh hoạt của bà con. Đây là những con kênh khô hạn, đất nứt nẻ, người dân có thể đi bộ dưới lòng kênh. Những nơi bà con làm lúa, trồng hoa màu gần như đã khô hạn hoàn toàn. Dự báo nếu sắp tới không có mưa thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích lúa khi bắt đầu mùa vụ mới. Dân yêu cầu mấy cái tiếng chưa có nước đó, người ta yêu cầu mình cũng muốn cho mà có đầy đủ cho bà con, người ta khỏi có thắc mắc, khỏi phàn nàn gì. Bởi vì mùa này nó hơi kiệt nước nè. Rồi ruộng với mương đìa rồi nó khô hết trơn rồi, mấy cái chỗ hơi kẹt kẹt đó giờ đâu có nước đâu xài. Ấp 3 xã An Xuyên có gần 450 hộ, đa phần là sử dụng nước giếng khoan. Những năm qua, bà con ở đây chưa tiếp cận được nguồn nước sạch. Những lúc như thế này thì sử dụng nguồn nước chia hơi là giải pháp cuối cùng. Các đường ống nước được đấu nối, kéo từ nhà này qua nhà khác. Ống nước còn nằm dắt trên cây dừa rất thô sơ, không đảm bảo được độ cao và an toàn. Cái vùng ở dưới ấp 3 này sống là chủ yếu về cái nuôi trồng thủy sản. Nó từ góc độ nuôi trồng thủy sản thì nếu nước sinh hoạt á thì nó cũng chưa đến đổi để ảnh hưởng đến nhân dân, nhưng mà nước để sử dụng trong gia đình đó thì cũng là thật sự rất khó khăn. Một trạm cấp nước hợp vệ sinh và một số trạm cấp nước nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của bà con tại nơi đây. Ngành chuyên môn đang khẩn trương nâng cấp hệ thống cấp nước sạch nông thôn, sửa chữa, khoan mới các giếng khoan quy mô gia đình và các điểm cấp nước tập trung, đảm bảo bà con có nguồn nước sinh hoạt ổn định trong thời gian sắp tới. Thiếu nước sinh hoạt đang là nỗi lo lớn nhất lúc này tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là những khu dân cư ở miền núi với những hạn chế trong vận hành, duy tu các công trình cấp nước. Và để ứng phó với nắng hạn thì tại nhiều nơi, chính người dân đã tham gia vận hành công trình nước, phân bổ nguồn nước sinh hoạt sao cho hợp lý và tiết kiệm. Câu chuyện tại một xã miền núi ở tỉnh Khánh Hòa. Cao Mà Xuân đã quen với những công việc này suốt 5 năm qua. Anh là một trong 7 thành viên của tổ vận hành công trình cấp nước xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Sống tại địa phương, hơn nữa cùng là người trong làng đồng bào Rắc Lây, nên Cao Mà Xuân vận hành công trình nước khá suôn sẻ. Nhà nào gặp vấn đề gì khi cấp nước
thì anh nhanh chóng đến tận nơi để xử lý. Đường nước á, thì mình cũng có bản đồ đàng hoàng thì mình cũng biết hết rồi. Dạ, hệ thống nó chạy từ cái bên nào á, đoạn nào là mình biết hết. Mùa nắng hạn, công trình cấp nước xã Liên Sang từ công suất 250 mét khối ngày đêm giờ chỉ còn 180 mét khối. Tuy nhiên, 500 hộ dân ở xã miền núi này vẫn có đủ nguồn nước sinh hoạt. Phương án chống hạn mà địa phương này đưa ra đã tập trung hàng đầu vào việc vận hành công trình cấp nước. Đầu tiên là chúng tôi quan tâm đến cái nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước. Thì nguồn nước này như vậy là chúng tôi sẽ tiến hành nạo vét để mà khơi thông cái dòng nước. Ở xã Liên Sang, người dân tham gia vận hành công trình nước đã tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng. Đồng bào rất lấy đồng tình với việc dùng nước sinh hoạt thì phải trả tiền với mức 3.000 đồng một mét khối. Trả tiền nên ai cũng phải dùng nước tiết kiệm. Dân ăn. Để mình dân ăn có nước đồ ăn. Là được nhà nước đầu tư. Sau đó là có cái sự đóng góp của người dân bằng cái việc mà thông qua việc mà thu tiền sử dụng nước. Người dân dần dần đã có nâng cao cái ý thức sử dụng nước tiết kiệm. Tổ vận hành công trình nước là người trong làng nên việc phân bổ nước sinh hoạt theo kiểu luân phiên trong mùa hạn cũng phù hợp với thực tế từng khu dân cư. Đến từng nhà, vừa kiểm tra xử lý hư hỏng đường ống nước, vừa nhắc nhở các gia đình lịch cấp nước để chủ động trữ nước sinh hoạt và dùng nước tiết kiệm. Nhờ vậy, việc cấp nước sinh hoạt vẫn được duy trì. Với người trong làng, mùa nắng hạn còn được nguồn nước sinh hoạt như thế này là điều ưng ý nhất. Phòng chống cháy trong cao điểm mùa nóng, đó là thông điệp mà liên tục các chương trình Miền Tây Hôm Nay gần đây luôn đề cập. Những cánh rừng tại một số tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn chực chờ nguy cơ xảy ra cháy trong những ngày nắng nóng. Vừa qua thì nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang ở các xã Phú Mỹ và xã Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành đã tham gia chữa hai vụ cháy rừng liên tiếp do người dân quản lý trên địa bàn. Vào trưa ngày 13 tháng 4, xã Phú Mỹ xảy ra vụ cháy rừng tràm, thiệt hại khoảng 1,2 hectare. Trong khoảng thời gian trên, tại khu vực xã Tân Khánh Hòa cũng bất ngờ xuất hiện một vụ cháy rừng tạp của người dân, thiệt hại ban đầu khoảng 0,5 hectare rừng. Đặc điểm chung của hai vụ cháy là do thời tiết nắng nóng, thực bì khô nhiều, lửa bốc cháy nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Những ngày gần đây, thời tiết khô hanh, người dân xung quanh đang đốt đồng để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Tàn tro của việc đốt đồng bay vào khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan không khống chế được. Người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cháy trong mùa khô cần lưu ý hơn công tác phòng cháy chữa cháy, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Tại Tiền Giang, vào chiều qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh này cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã dập tắt một đám cháy trên phần đất rộng hàng ngàn mét vuông ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Vào đầu giờ trưa, nhiều người dân bất ngờ thấy lửa và khói cuồn cuộn bốc lên từ trong đám cây rộng hàng ngàn mét vuông gần đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tại đây có rừng cây bạch đằng, cây tràm và nhiều loại cỏ dại dễ cháy nên nguy cơ cháy lan rất cao. Tàn tro của lửa lan ra ngoài khu vực, làm cháy đám cỏ rộng lớn bên trong hàng rào bảo vệ hành lang đường cao tốc, khiến tầm nhìn của các lái xe lưu thông qua khu vực này bị hạn chế. Một tiếng sau khi phát hiện đám cháy, nhờ nỗ lực của các lực lượng, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Trước tình hình hạn hán xâm nhập mặn kéo dài, nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt. Hiểu được những khó khăn của người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân tại nơi đây. Trong 2 ngày 13 và 14, cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ đã sử dụng xe chuyên dụng, di chuyển qua nhiều tuyến đường, con hẻm để cấp trên 80 mét khối nước cho gần trên 500 hộ gia đình. Trong những ngày tới, lực lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân tại những vùng khó khăn nhất. Việc tổ chức cấp nước sẽ kéo dài đến ngày mai trên địa bàn huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau. Kiểm tra nơi đun nấu, khóa bình ga. Tắt hương, tắt nến nơi thờ cúng. Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50cm. Giả định trước các tình huống cháy để chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga.